vừa phải thay phiên trực chốt kiểm soát dịch, vừa tranh thủ xuống đồng giúp người nông dân thu hoạch lúa hè thu, là hình ảnh quá đỗi thân thương và quen thuộc của lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên huyện Hòa Vang trong thời điểm tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo quyết định số 2860 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Vụ hè thu năm nay, toàn huyện Hòa Vang gieo xạ 2039 ha lúa. Hầu hết các cánh đồng lúa đang trong giai đoạn chín rộ, cần phải gấp rút thu hoạch để tránh mưa dông, lốc làm lúa ngã đổ, thiệt hại về năng suất. Trong khi đó, thực hiện nghiêm quyết định số 2860 của Ủy ban nhân dân thành phố về giãn cách xã hội, ai ở đâu thì ở yên đó, nên bà con nông dân không tránh khỏi âu lo. Ngoài việc các địa phương linh hoạt hợp đồng máy gặt thu hoạch lúa cho bà con, các cử người theo dõi và hỗ trợ các lực lượng như công an, dân quân, đoàn viên thanh niên giúp dân thu hoạch phơi phong lúa trong thời điểm này thật ý nghĩa. Cũng rất là cảm ơn lãnh đạo của xã cũng như là cấp trên tạo điều kiện để cho bà con dân thu hoạch sớm để mà của ảnh hưởng đến cái mưa dông gây cái gãn lúa của ống lúa của bà con. Đây là công việc là nhiều nhưng mà với tình hình là vào vụ mùa của bà con nhưng mà chúng ta phải cố gắng giúp bà con là đưa cái lúa về nhà là để thu hoạch sớm để cho bà con là bớt ra mùa để cho cái dịch là chúng ta là còn sớm kết thúc để thành phố là chúng ta là được hết dịch trong thời gian sớm nhất. Âm thầm cống hiến, sẵn sàng xung pha mọi lúc mọi nơi khi người dân cần. Đó là đức tính quý báu của các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch trong thời điểm cam go này.